Em vừa thử cái bộ cái vàng này lên trên này để xếp trên này. Em chào chị Dung, hello chị Dung. Hôm nay em sẽ tặng em chào chị Bống, hello chị Bống. Hôm nay em sẽ tặng 5 set mỹ phẩm mini này dành cho 5 bạn nào có lượt tương tác và lượt chia sẻ Facebook em nhiều nhất mọi người nhé. Mọi người cùng vào đây chia sẻ cái like này của em lên trang cá nhân và các trang hội nhóm đi ạ. Hôm nay 5 bạn có lượt tương tác và lượt chia sẻ nhiều nhất, em sẽ tặng 5 set mỹ phẩm mini này mọi người nha. Gồm một kem nền này, một tuýp kem nền, một tuýp kem che khuyết điểm và một hũ kem dưỡng ạ. Đợi mãi à. Chào Trang, chào Trang. Định like từ 12 giờ nhưng mà chị bây giờ mới đi về. Trời, em quên mất chưa lại lại xong. Mua có bị ấy, có bị thiếu màu không? Bộ này 60 cân vừa nha em nha, Khánh Hằng ơi, bộ này 60 cân vừa em ạ. Pyjama chị đang mặc hôm nay chị bán tri ân không lợi nhuận có giá 70.000, tất cả 70.000 bộ đùi mọi người nhá. Phi size từ 40 đến 65 cân đổ về mặc vừa, bầu bí mặc thoải mái luôn. Bộ đùi như em đang mặc có giá là 70.000 mọi người nhá. Hôm nay em chỉ bán duy nhất trong một chiếc live, trong cái live ngày hôm nay giá tri ân thôi ạ. Sau khi hết đợt hàng này thì là sẽ không có hàng về nữa. Nên là cái buổi live stream này em sẽ bán tri ân pyjama. Cho nên là mọi người hãy cùng chia sẻ lên với em nha. Chia sẻ nhiều giúp em ạ. Chia sẻ nhiều giúp em để lượt tương tác được nhiều, lượt chia sẻ được nhiều. Em sẽ tặng ngay 5 set mỹ phẩm mini dành cho bạn nào có lượt, dành cho 5 bạn có lượt tương tác và lượt chia sẻ nhiều nhất ngày hôm nay ạ. Cuối live stream em sẽ chốt cho mọi người nhá. Mọi người vào đông đủ đi ạ, mọi người vào đông đủ em bắt đầu like nha. Hồng Nguyễn cho tao bộ mày mặc đi, ok Hồng. Hello Linh, chị chào Linh. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, mọi người em cùng vào đây đông đủ rồi em bắt đầu em like nào. Mọi người vào đây đông đủ em bắt đầu em like là chia sẻ giúp em lên trang cá nhân và các trang nhóm mọi người nhé. Chia sẻ càng nhiều thì sẽ được tặng quà. 5 bạn có lượt tương tác và chia sẻ livestream này nhiều nhất, em sẽ tặng ngay mỗi bạn một set mỹ phẩm mini này mọi người nhé. Gồm một tuýp kem nền, một tuýp kem nền, một tuýp kem che khuyết điểm và một hũ kem dưỡng. Mọi người hãy cùng nhau với em tương tác và chia sẻ cái livestream này giúp em nha. Nào. Ok Khánh Hằng, chị like các màu đi, ok em. Vâng, bộ này chất này mặc thích đúng không chị Bóng? Chất này mặc thích, em cũng thấy thích. Đó là chất kết Thái đấy ạ. Cái hàng này ở bên Thái người ta giao cũng khá đắt, nhưng mà em nhập được lô rẻ nên là em bán rẻ. Ngày hôm nay thì em bán giá không lợi nhuận mọi người nhá, 70.000 cho một bộ đùi ạ. Hello Ngọc, chị chào Ngọc. Hello Ngọc, chị chào Ngọc nhá. Hôm nay em bán giá không lợi nhuận 70.000 cho một bộ đùi mọi người nhá. 70.000 một bộ đùi là em cam đoan em không lãi một đồng nào luôn ạ. Nhưng mà chỉ trong cái live stream này thôi mọi người nhá. Chỉ có khoảng độ 3 đến 40 bộ pyjama thôi, nên là các chị em xem thích bộ nào thì hãy comment bộ đấy nhá. Em bắt đầu like các mẫu nha mọi người nhá. Trong thời gian em like thì mọi người có thể chia sẻ tương tác cùng với em lên các trang nhóm và trang cá nhân của mọi người nhé. Chị video em cái này là không tin không biết. Vâng, em cảm ơn chị Thảo Trang, em cảm ơn chị Thảo Trang. Thôi cái hộp này là dành cho 5 bạn có lượt chia sẻ nhiều nhất và tương tác nhiều nhất. Đây là một set kem gồm kem nền này, kem che khuyết điểm và kem dưỡng. 5 bạn có lượt chia sẻ và tương tác nhiều nhất ở cái livestream này thì cuối buổi mình sẽ tặng cái set này nhá. Cái vải này là chất kết Thái chị Trang ạ. Cái vải này là chất kết Thái mặc cực kỳ mát và thích luôn ạ. Hello Hương, chị chào Hương. Em bắt đầu like nha mọi người ơi, chỉ có 70.000 một bộ thôi, không lợi nhuận. Đảm bảo là không có ở đâu có giá rẻ bằng như của em luôn. Cái hàng này ở ngoài thị trường vẫn bán 120.000 một bộ nhé mọi người nhá. Chia sẻ bao nhiêu lần không được à? Thì hôm nay sẽ được, hôm nay sẽ được hoa. Hôm nay sẽ được. Mỗi một mẫu em chỉ có 3 đến 4 bộ thôi, nên là chị em nào thích thì hãy comment luôn giúp em nha. Em bắt đầu like đi ạ. Vâng, đúng rồi, cái này mặc nhẹ và thoải mái lắm luôn ý. Mặc trước có thích là không bị nóng đâu ạ.
Không đưa. Em bắt đầu like nha, mã số 1 ạ, bộ dâu tây hồng. Ai lấy thì comment giúp em bộ dâu tây hồng 70.000 một bộ, mã số 1 ạ. Bộ đùi nha mọi người ơi, chất kết tái mặc cực kỳ đẹp, freestyle từ 40 đến 65 cân đổ về mặc vừa. Hôm nay em bán trên livestream này chỉ có 70.000 một bộ thôi ạ, 70.000 một bộ là không lợi nhuận mọi người nhá. Size freestyle chị ạ, bộ này là freestyle ạ, từ 40 đến 65 cân đổ về mặc vừa nhá chị Trang nhá. Em hỏng bộ dài à, ra đợi một tí nha, chuẩn bị chị like bộ dài đấy, chị like hết cái bộ đùi rồi chị sẽ like sang bộ dài. Bộ đùi hiện tại em chỉ còn có 30 bộ thôi, mỗi mẫu em chỉ có 3 đến 4 bộ nên là chị em nào thích thì hãy comment luôn giúp em nha. Mã số 1 đoạn dâu hồng mặc cực kỳ xinh luôn. Cao 1m63 vừa chị nhá, em 1m60 này ạ, cao 1m63 vừa. Đây em đứng lên cho mọi người xem, đây bộ em đang mặc đây, mặc cực kỳ đẹp luôn. Chị không vừa đâu. Chị Trang ơi, chị bao nhiêu cân? Cái này sau sinh mặc thoải mái luôn, nếu mà không bị béo quá, 65 cân đổ về mới mặc vừa. Cái quần của nó cạp chung co giãn thoải mái lắm luôn đấy chị ạ. Chị nhìn nhá. Chị chào Yến. Đấy chị nhìn này, cạp chung của nó to cực kỳ luôn, bụng to mặc vẫn mặc được chị ạ. Miễn là 65 cân đổ về là sẽ mặc vừa. Chị ơi, bộ màu hồng bao nhiêu cân mặc được? 65 cân đổ về là sẽ mặc được chị ạ. 65 cân đổ về là mặc vừa được chị nhá. Vâng ạ. Ok, chốt cho Lê Trang một bộ dâu tây hồng. Ship Đông Anh thì khoảng độ 20 đến 30 nghìn em ạ. Em ơi, Trần Vân Anh bộ ngủ cốt tông đi chị. Đây chị sẽ like một loạt, chị like pyjama xong rồi chị sẽ like sang bộ ngủ cốt tông đi nhá. Bộ ngủ cốt tông hôm nay em chỉ bán giá 50 nghìn một bộ thôi mọi người ạ. Hàng này có size to từ 60 đến 80 cân mặc vừa nhá mọi người nhá. Em sẽ like cái hàng pyjama này trước. Pyjama mặc chật cực, mặc cực kỳ thích luôn. Ôi chị ơi, chị 52 cân mặc vừa thoải mái luôn. Bộ này mặc sau sinh quá đẹp luôn chị ạ. Có cả quần dài dành cho bạn nào mà vừa mới sinh xong mà phải mặc quần áo dài, nhưng mà em chỉ có áo cộc quần dài thôi. Dâu hồng còn hai bộ ai à? Dâu hồng còn hai bộ, ai lấy thì comment giúp em dâu hồng. Ok Lê Trang chiều qua lấy. Ok em yêu. Dâu hồng này còn hai bộ, ai lấy thì comment giúp em dâu hồng nhá. Hàng nhà em là chất free size 70.000 một bộ đùi mọi người nhá. Những cái mẫu em đang dơ lên là bộ đùi chị ơi. Ok Yến Yến một bộ hồng. Ok em yêu. Cái này là hàng free size mọi người nhá. Em 47 cân ạ. Em 47 cân mặc vẫn rộng nha mọi người. Em 47 cân mặc vẫn rộng. Chị em nào đang bầu bí khoảng độ tầm 6 tháng đổ về, hoặc là vừa sau khi sinh ý ạ, thì có thể mặc thoải mái luôn. Chị Phạm Bích Ngọc một bộ hồng. Ok cho chị Phạm Bích Ngọc một bộ hồng dâu tây ạ. Đặng Thanh Hiền một bộ hồng, chiều qua lấy em nhé. À chiều em qua lấy. Ok Đặng Thanh Hiền. Chị Phạm Bích Ngọc một bộ hồng, Đặng Thanh Hiền một bộ hồng, Khánh Hằng một bộ dâu hồng. Có vàng nhá Phương Trang nhá, có vàng bạn nhá. Lấy bộ nào chị vừa là em vừa. Cái hàng này là free size em nhá, 65 cân đổ về mặc vừa cho nên là ai cũng mặc được hết. Không phải là chị mặc vừa mà không phải là chị mặc vừa mà các bạn nặng hơn không mặc vừa đâu. Hàng này hàng free size mọi người thì này. Chị khách nhà em 65 cân mặc vẫn vừa luôn. Đang bầu bí mặc cũng vẫn vừa luôn. Ai lấy màu vàng này, màu vàng con hạc này. Màu vàng em chỉ có duy nhất một cái màu vàng hạt trắng này thôi, cực kỳ xinh. Ai lấy thì comment giúp em hạt trắng bộ dài đi chị. Đây em ơi, em đợi chị tí nhá. Chị like một lượt khoảng độ hết cái mẫu đùi là chị sẽ like sang mẫu dài luôn em nhá. Ai lấy vàng thì comment luôn giúp em hạt trắng ạ. Màu vàng này xinh cực kỳ luôn, chỉ có một bộ này duy nhất thôi. Chất này là chất kết thái Yến nhá. Chất này là chất kết thái em ạ. Mặc cực kỳ thích luôn. Nó không phải là chất thô nóng hàng nhà mình may đâu. Nó là hàng chất kết thái đấy. Cái này là thật ra là người ta lấy cái vải kết thái, người ta lấy vải kết thái xong rồi người ta may ở bên mình nên là cái giá rất là rẻ. Ok Phương Trang một bộ hồng một bộ vàng. Mọi người ơi, bộ hồng dâu là hiện tại đang hết nhá. Bộ hồng dâu là em đang hết, em sẽ like sang bộ hồng khác cho mọi người nhá. Vâng, hồng Mickey chị ạ. Thảo ơi, người em mặc vừa này, cái này ai mặc cũng xinh hết. Hàng nhà chị là ai mặc cũng xinh hết. Hàng nhà chị ai mặc cũng xinh hết.
Chị ơi chị, bạn Phương Trang. Bạn Phương Trang là một bộ hồng, một bộ vàng. Vàng đấy luôn chị ạ. Bộ ngủ cốt tông à? Linh, Linh ơi, Linh đợi chị nhá. Linh đợi chị nhá. Linh đợi chị một tí, chị sẽ like bộ ngủ cốt tông luôn. Chị Trang một vàng một nâu chó. À, em 47 cân chị ạ, à. Em cao 1m6, 47 cân chị nhá. Hàng này là hàng free size chị ạ, à. 40 đến 65 cân mặc vừa nha chị Phương Trang nha. 40 đến 65 cân mặc vừa. Chị Trang một vàng một nâu chó. À, nâu chó đây. Chị Trang ơi, vàng em chỉ còn vàng này thôi ạ, à. Vàng em chỉ còn chó nâu này thôi ạ, à. Chó nâu này em còn 3 bộ. Chó nâu này em còn 3 bộ. Ai lấy thì comment giúp em chó nâu. Trang Nguyễn một bộ hồng. Em ơi, bộ hồng vừa lấy hết mất rồi, chỉ còn hồng Mickey này thôi. Nếu em lấy hồng Mickey thì comment giúp chị hồng Mickey nha. Hàng hồng chị hết rồi Linh ạ. Hàng hồng chị hết mất rồi em ơi. Ai lấy chó nâu thì comment giúp em chó nâu. Chó nâu này chỉ có 3 bộ duy nhất thôi, màu vàng cực kỳ xinh. Màu vàng chỉ còn đúng 3 bộ màu vàng này thôi mọi người nhá. Ai lấy vàng thì comment giúp em luôn chó nâu ạ. Chỉ có 3 bộ duy nhất thôi. Cho chị một vàng chó nâu. Ok chị Lan Anh Còi. Chị Lan Anh Còi một vàng chó nâu. Chị Trang ơi, chị chuyển vàng hạt giang vàng chó nâu được không ạ? Chị lấy một hồng Mickey, chị bóng. Chị bóng một hồng Mickey. Ok ạ. Vàng chó nâu này em còn 2 bộ, hai chỉ còn đúng 2 bộ màu vàng này thôi. Ai lấy thì comment luôn giúp em chó nâu nha. 70.000 một bộ, hàng free size mọi người nhá. 40 đến 65 cân đổ về mặc vừa ạ. Chị Trang một chó nâu mới cả một vâng ạ. Ok chị Trang, chốt cho chị Trang hai bộ ạ. Mọi người ơi, bộ dâu xanh này xinh cực kỳ luôn. Dâu xanh này xinh cực kỳ luôn. Dâu xanh này em có 3 bộ. Dâu xanh em có 3 bộ. Ai lấy thì comment giúp em dâu xanh. Màu xanh chị mặc còn nhá Trang nhá. Màu xanh chị mặc còn một bộ đấy em ạ. Màu xanh chị đang mặc còn một bộ. Dâu xanh có 3 bộ. Ai lấy thì comment luôn giúp em dâu xanh. Hàng chất kết tái chất cực kỳ đẹp. À, những bạn là những chị khách nào những chị khách nào mà đã từng mua hàng của em rồi thì có thể vui lòng comment phản hồi lại cái chất lượng hàng mà mọi người mua được không ạ, để cho các bạn chưa mua có thể yên tâm. Chị bộ dâu tây xanh, ok chị Lan Anh bộ dâu tây xanh. Chị Ngọc ơi, màu em đang mặc hết rồi ạ. Màu em đang mặc cho mặc bọn cho bạn Trang Nguyễn rồi ạ. Chất này là chất kết tái huyền mon nhá, chất kết tái nha em nhá. Chị bấm một dâu xanh. Để em đang bảo màu xanh này. À chị Lan Anh còn chị bấm. À bộ gấu lai là em còn một bộ này chị Bích Ngọc ơi. Bộ gấu lai là em còn một bộ đấy ạ. Mặc chất mát thích lắm chị, cảm ơn Hương nha. Mặc này chất mát thích đúng không em? Mà chuẩn bị mùa thu rồi mặc cực kỳ thích luôn. Chụp ảnh màn hình xong inbox được nha em nhá. Chụp ảnh màn hình xong inbox cho chị được. Nhưng mà chị chỉ sợ là lúc đấy lại hết mẫu thôi. Em cứ chụp ảnh màn hình xong rồi tí em gửi em inbox cho chị rồi chị check cho nha. Bộ gấu lai này em còn một bộ nhá. Bộ gấu như em đang mặc còn một bộ duy nhất. Ai lấy thì comment giúp em. Vâng, còn 2 bộ chị ạ. Với một cái bạn, à bạn Trang Nguyễn. Một bạn Trang Nguyễn lấy bộ gấu lai. Trang Nguyễn ơi, em cho chị xin số điện thoại nha. Trang Nguyễn ơi, em cho chị xin số điện thoại nha. Thank you chị Bống. Chiếc này mặc rất nhẹ và thoải mái đúng không chị? Em cũng thích luôn, em cũng thích luôn. Để cho chị Bích Ngọc một bộ. Ok, chị Bích Ngọc một bộ gấu lai. Gấu lai này hết rồi nha mọi người ơi. Hôm trước mua thử 2 bộ rồi, hôm nay phải lên mua thêm. Em cảm ơn chị Bống. Bộ gấu lai này em hết rồi nha. Dâu xanh thôi. Dâu xanh, dâu xanh. À, chị bóng chị ạ. Chị bóng một dâu xanh với ạ. Một gấu lai là của chị Phạm Bích Ngọc. Phạm Bích Ngọc ạ? Vâng. Chị Thảo Trang, chị Trần Thảo Trang ơi, cái bộ em đang mặc lại hết mất rồi ạ. Đỗ Ngọc Quỳnh Thi, Thi ơi, bộ gấu lai này tớ hết mất rồi đấy, tớ lên mẫu mới nha. Tớ lên mẫu mới nha. Chó xanh có một. Chó xanh chỉ có 2 bộ, có bộ màu tối nha Hương nhá. À, Linh ơi, Linh đợi chị một tí nhá, chị like một lượt
bộ pyjama đùi chị sẽ lai sang chất cốt tông cho đỡ bị nhầm mẫu em nhá. Gấu xanh mà cực kỳ đẹp luôn này. Gấu xanh mà cực kỳ đẹp. Hôm nay tại cái livestream này em chỉ bán 70.000 một bộ thôi. Chị em nào lấy thì comment giúp em gấu xanh. À chó xanh ạ. À. Chó xanh chỉ có 3 bộ thôi mọi người nhá. Ai lấy thì comment nút giúp em chó xanh. Chó xanh mặc cực kỳ đẹp luôn. Hàng free size ạ, 40 đến 65 cân mặc vừa mọi người nhá. Đợi em một giải chị ạ. Chưa cái này chị bóng chị ạ. Vâng. Chó xanh mặc cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy thì comment giúp em chó xanh. Hàng free size mọi người nhá, 40 đến 65 cân đổ về mặc vừa ạ. Vâng, bộ nào cũng xinh chị nhỉ? Em thấy bộ nào cũng xinh. Bộ nào mà cũng căn bản là chất nó mặc mát nó thích chị, mà giá thành nó cũng hợp lý, mặc sướng. Không nhưng mà cái chất ở bên Thái em nhập nó còn dày hơn cái em tí cơ. Cái này là hàng mình nhập kiểu như vải Thái về ấy chị. Vải. Mình nhập vải Thái về xong rồi mình may nên là chất đẹp lắm. Được cái là cái xưởng may này người ta may nó rất là cẩn thận. Nói chung là cái đợt này em nhập rất là thích luôn. Cái này đâu ấy chị? Trong kia không? Ai thích màu tối đây? Sao em tạo lông mày nhá? Và... màu tối đây ạ. À. Ai thích màu tối comment giúp em luôn chó nâu. Chó nâu có 3 bộ duy nhất đây ạ. À. Đấy. Chị em nào thích màu tối thì hãy comment luôn nha. 70.000 một bộ mọi người nhá. 70.000 một bộ ạ. À. Hôm nay chỉ trong cái livestream này đây là lần về hàng cuối của pyjama nên em sẽ tri ân giá không lợi nhuận mọi người nhá. Bình thường em nhập 70 em bán 80 đây ạ. À. Em bán lãi cực kỳ ít luôn. Nên là hôm nay em bán không lợi nhuận nên là em bán không lợi nhuận, mọi người hãy vào ủng hộ, không thì là hết hàng là sẽ không còn hàng để mua là tiếp đấy ạ. Chó nâu mọi người nhá, chó nâu có bộ cốt tông hàng thôi ạ. Chị like một loạt pyjama chị sẽ like sang cốt tông, sắp hết pyjama đùi rồi, xong rồi chị sẽ like sang cốt tông nhá. Ai lấy thì comment luôn giúp em chó nâu. Hàng này hàng free size ạ, 40 đến 65 cân đổ về mọc vừa, 40 đến 65 cân đổ về một mọc vừa. Chó nâu ai lấy thì comment giúp em chó nâu. Trang Dương một chó nâu, ok Trang Dương một chó nâu. Anh Dư một chó nâu, ok. Khánh Hằng một chó nâu, ok. Hết 3 bộ chó nâu rồi nha. Sau bạn Khánh Hằng là hết 3 bộ chó nâu rồi đấy ạ. À, anh Thư qua quán chị lấy hay là ship nhỉ em nhỉ? À. Vâng. Em quên mất còn 2 bộ thôi ạ. Nên là của bạn là Trang Dương và Anh Thư sẽ được nhá. Em sẽ chuyển sang bộ tiếp này mọi người này. Bạn nào comment trước thì em sẽ đọc chốt cho bạn đấy trước nha mọi người nhá. Bộ chó nâu hết mất rồi Phương ơi. À Hương ơi, bộ chó nâu chị hết mất rồi. Em chuyển sang màu này đi. Chó xanh này, chó này là màu xanh này. Ok em qua quán chị lấy nhá. Ok Anh Thư qua quán chị lấy. Chó xanh này mọi người ơi. Ai lấy màu xanh than cực kỳ đẹp. Màu này chỉ có 2 bộ thôi ạ. Ai lấy thì comment giúp em chó xanh. Khánh Hằng ơi sorry em rất nhiều. Chị quên mất là chỉ còn mỗi 2 bộ chó nâu chứ không phải còn 3 bộ em ạ. Em đổi sang mẫu khác giúp chị nhá. Sorry em Khánh Hằng. Chó xanh Linh Linh. Ok ạ. Chó xanh ở đây. Linh ơi, Linh lấy chó xanh là đây đúng không? Em vừa đọc ở đây là gấu xanh hay chó xanh? Linh lấy chó xanh này đúng không? Linh lấy chó xanh này thì chốt cho chị là chó xanh nhá. Còn cái này là gấu nhá mọi người nhá. Cái này là gấu trắng, em xin lỗi ạ. Em đọc nhầm. Cái này là nền xanh than này, gấu trắng này. Cái này dành cho bạn nào thích mặc tối màu này. Chỉ có 2 bộ duy nhất thôi. Ai lấy thì comment luôn giúp em gấu trắng. Mọi người ơi, trong khi mọi người xem livestream, Khánh Hằng một chó xanh. Khánh Hằng... Khánh Hằng một chó xanh và Linh Linh một chó xanh. Chuẩn bị đến mẫu trên 65 cân rồi đây Hằng ơi. Xanh than ý ạ, gấu. À ok Linh Linh. Chó xanh này là Khánh Hằng. Cái này là Linh Linh. Gấu trắng xem quần được không? Ok bạn ơi, quần đây. Quần đây ạ. Quần đây nhá. Đấy, quần rộng luôn đây, tớ đang mặc đây. À, em lấy gấu trắng xanh than. Khánh Hằng ơi, em lấy gấu trắng hay là chó xanh? Em lấy gấu trắng hay chó xanh? Em lấy một hay hai bộ em? Ok Hương, gấu trắng. Ok Hương, gấu trắng. Hết gấu trắng rồi nha mọi người ơi. Chó xanh. À đây em có một bộ này. Mèo thần tài.
mèo thần tài. Đó, mèo thần tài màu cam. Mèo thần tài màu cam còn đúng một bộ. Gấu với chó lặn hết cả lên. Mông 110, cái này mông 110 vừa không nhỉ? Sợ hơi to gì nhỉ? Mông 110 tớ sợ hơi to rồi bạn ạ. Mông 110 tớ sợ hơi to. Ở gấu với chó lặn hết cả lên. Bộ tớ đang mặc hết mất rồi Linh ạ. Bộ tớ đang mặc hết mất rồi. Bộ mèo thần tài màu cam chỉ có duy nhất một bộ này. Bộ mèo thần tài màu cam chỉ có duy nhất một bộ. Ai đấy thì comment giúp em mèo cam. Ai đấy thì comment giúp em mèo cam của này. Màu này đẹp lắm. Màu màu cam. Vâng, màu đẹp. Không phải cam, cam nghệ. Cam cà rốt. Cam cà rốt mọi người ạ. Màu này là màu cam cà rốt. Chị lấy một cái này. Vâng, đúng ai đấy. Ai lấy thì comment giúp em mèo cam nha. Chỉ có một bộ duy nhất thôi. Màu này xinh cực kỳ luôn. Màu cam cà rốt ạ. Mặc yêu dã man luôn. 65 cân đổ về mặc vừa nha mọi người nhá. 65 cân đổ về mặc vừa. 40 cân đến 65 cân đổ về mặc vừa. Chất kết thái mặc cực kỳ thích luôn. Của em có Hương nha. Của Hương có một bộ gấu trắng Hương ạ. Khánh Hằng ơi, chị thấy em chốt là chó xanh nên là chị lại để chó xanh rồi. Còn cái bộ gấu trắng là của bạn Hương em ạ. Chị thấy em chốt là chó xanh mọi người ơi, mọi người chốt hàng thì mọi người vui lòng đọc đúng ấy giúp em. Tại vì thật ra là em mà để mã là em hay loạn lắm, em không nhớ mã đâu. Thế là mọi người cứ đọc hình gì là em chốt hình đấy thôi. Mèo cam này, mèo cam còn một bộ. Mèo cam còn một bộ, ai lấy thì comment giúp em mèo cam nha. Mèo cam còn một bộ. Chị chỉ mới bật đèn vàng lúc tối luôn. Chị vừa bật đúng không? Chị đổi vàng chó thành mèo cam được không? Được luôn chị ơi. Được luôn ạ. À. Chị Trang một cái gì? Một vàng chó thành mèo cam. Được luôn chị ơi. À, những bộ còn những bộ mà còn mấy bộ thôi. Đây. Bộ chó nâu vàng đây nhá. Tớ like lại cho những bạn nào chưa xem này. Bộ 65 cân đổ lên chưa nàng vào muộn quá chưa ạ? À, bộ 65 cân chuẩn bị tớ like đây. Oh, sorry Khánh Hằng, tại vì chị bị nhịu. Cái đấy là gấu trắng, chị lại nhịu thành chó xanh. Mèo cam hết mất rồi mọi người ơi. Một bộ chó nâu này chỉ còn 3 bộ duy nhất thôi. Ai lấy thì comment giúp em luôn chó nâu. Đây là tông màu vàng cuối cùng đấy ạ. Ai lấy thì comment giúp em luôn chó nâu nha. Nào mọi người ơi, mọi người đặt mua nó là chỉ còn 1-2 bộ nữa thôi là hết bộ cọc. Là hết bộ cọc em sẽ like sang bộ chất cốt tông nha. Còn nốt mấy bộ thôi mọi người hãy mua ủng hộ em nốt đi nào. Em đã bán không lợi nhuận rồi thì rất mong các chị em mua ủng hộ em cho nó nhanh hết nào. Hết cái bộ này là em sẽ chuyển sang bộ cốt tông luôn cho mọi người đỡ ngóng nhá. Có quần dài Hương Phùng nhá, bộ này có quần dài. Quần dài tí nữa chị sẽ like mẫu quần dài xong. Bộ chó nâu ai lấy thì comment luôn giúp em chó nâu ạ. Bộ mèo hồng này cũng cực kỳ xinh. Bộ mèo hồng này cũng cực kỳ xinh, em chỉ có một bộ thôi này. Đấy, mọi người thấy mèo hồng xinh chưa? Có một bộ màu hồng này duy nhất. Bộ này đẹp nhỉ? Ai lấy thì comment giúp em mèo hồng ạ. À. Ai lấy thì comment luôn giúp em mèo hồng. Hải Hà, chị có thấy em? Chị có thấy em Hải Hà? Ai lấy thì comment luôn giúp em mèo hồng, chỉ còn một bộ duy nhất thôi. Màu hồng này còn đúng một bộ duy nhất đấy thôi mọi người nhé. Mọi người thấy xinh không? Đấy, pyjama nhà em chất kết thải có túi ở đằng trước. Mình một bộ chó nâu tối mình qua lấy nhé. Ok, Đỗ Ngọc Quỳnh Thi. Đây chị ạ. Đây cái này em màu sao. Đây cái này chị. Đây chị lấy bộ. Chào Linh, hello chị Yến. Em chào chị Yến. Em chào chị Yến. Bộ màu Kitty và Kitty hồng này em còn một bộ thôi. Chị em nào lấy thì comment luôn giúp em Kitty hồng nha. Xinh cực kỳ luôn. Em chào chị Hoàng Anh, hello chị Hoàng Anh. Mọi người ơi, trong khi mọi người xem cái livestream này của em, mọi người nhớ chia sẻ cái livestream này nha. 5 bạn có lượt tương tác và lượt chia sẻ livestream nhiều nhất với em thì cuối livestream em sẽ tặng 5 bạn đó mỗi bạn một set kem trang điểm ạ, gồm một tuýp kem nền này, một tuýp kem che khuyết điểm và một hũ kem dưỡng mọi người nhá. Hàng quà tặng miễn phí á. Đấy, hôm nọ cái live trước em còn chưa chốt để tặng ví cơ, tí em chốt luôn một tể bởi vì em bận quá. Mọi người yên tâm, em bảo tặng là tặng. Nên là mọi người nhớ chia sẻ livestream và tương tác với em nhiều để được tặng quà nhá. Tặng quà miễn phí mọi người ạ. Đây, bộ mèo hồng này chỉ còn một bộ thôi. Ai lấy thì comment luôn giúp em mèo hồng nhá. 70.000 hôm nay em bán không lợi nhuận. Nốt bộ này là em sẽ chuyển sang bộ cốt tông nhá. Nốt bộ mèo vàng này em sẽ chuyển sang bộ cốt tông này. À đây chó, quên lại mèo. Chó vàng này còn 2 bộ.
Mọi người có thấy highlight của em bị mờ không hay là do mạng của bên Thu nhỉ? Chứ bên tao có thể vẫn bình thường mà, có ai thấy like của em bị mờ không ạ? Chị like bộ ngủ cốt tông nha. Đây ok em, nốt cái bộ ngủ này là chị sẽ like bộ ngủ cốt tông nha. Còn hai bộ chó vàng à, hai bộ chó vàng này thôi, ai lấy comment luôn giúp em chó vàng. Ai? Vâng. Ai lấy thì comment luôn giúp em chó vàng nha, chỉ còn ba bộ duy nhất thôi ạ. Ai lấy thì comment luôn giúp em chó vàng, cực kỳ xinh luôn. Hàng nhà em hàng chất kết thái mọi người nhá, mặc rất là nhẹ và thoải mái luôn ạ. Ai lấy thì comment giúp em chó vàng. Mờ à, chị vừa bật lại 4G rồi. À chắc có mờ. Mọi người đã thấy rõ chưa ạ? Mọi người đã thấy rõ chưa? Chắc là mạng vừa bị lag, wifi vừa bị mất, em vừa bật 4G xong. Mờ làm chị có thấy mờ. Mọi người ơi, mọi người có thấy mờ không ạ? Đã hết mờ chưa ạ? Mờ lắm à? Ơ, sao thế nhỉ? Mình bật 4G. Mờ quá à mọi người? Mọi người ơi, em vừa bật 4G rồi. Có mờ đấy à? Hải Hà chó vàng. Ok, Hải Hà chó vàng. Giật quá à em? Đỡ hơn xíu rồi ạ. À? Thế chắc là do mạng rồi. Em vừa tắt wifi đi rồi. Em vừa tắt wifi, em bật 3G rồi ạ. À? Chắc là bên kia chủ quán cắt mạng của em. Ghét em quá, nó cắt mạng làm cho em bị mờ đấy. Đây, em vừa bật 4G lên rồi đây. Ô tô đâu ạ? Ô tô ngoài đường. Em mờ rồi à? Em bắt đầu em lai sang bộ cốt tông nha. Em lai sang bộ cốt tông nha mọi người ơi. Em lai sang bộ cốt tông 50.000 nha. Hết mờ rồi à chị? Vâng, em bật 4G rồi nên lai hết mờ. Vừa lấy mạng mình kìa. Em ơi cho anh hai bộ. À, anh ơi anh thích mặc bộ gì ạ? À? Anh thích mặc bộ kéo khóa ở chân giữa hay là bộ có chun như bọn em? Anh thích mặc bộ nào để em tư vấn cho nhở? Anh Thành. Em chào chị Thùy Anh ạ. À. Em lai sang bộ cốt tông nha mọi người ơi. Bộ cốt tông size to. Thích lắm. Không cả quần chị ạ. Vâng. Em đang nhìn xem cái này tầm bao nhiêu cân, 70 cân vừa ấy chị nhở? Em lai sang bộ to nha mọi người ơi. Mày đi đổi mẹt lên. Không cất tiền của mẹ. Em lai sang bộ cốt tông đây. Đây là cốt tông bộ ngủ mặc ở nhà mọi người nhớ, quần đùi đấy ạ. Bộ này là size 65 cân chị. Bộ này là từ 65 cân đổ về mặc vừa này. Cốt tông 50.000 mọi người nhá. Ai lấy thì comment luôn giúp em cốt tông ạ. À, Hương ơi Hương lấy bộ nào, Hương lấy bộ nào thì comment giúp tớ tên nhá Hương nhá. Tại vì nhiều khi cái mạng của tớ nó hay bị chậm với mọi người ấy. Kiểu như là tớ like xong rồi tớ mới đọc được ấy. Quần này là quần đùi nhá mọi người ơi. Quần này là quần đùi nhá. Quần này là quần đùi. Ai lấy thì comment luôn giúp em kẻ đen. Có size... À đây có size. Có size. Vâng có size chị ạ. Em đang xem có bộ kẻ đen rồi. XL là 65 cân đổ về mặc vừa. Có quần dài không? Có quần dài chất pyjama đây, tí chị sẽ like xong. Mắt chị cứ nháy nháy thế, ừ chị bị tật. Chị nháy nháy để câu khách đây ạ. Nháy nháy để câu khách đấy. Nháy để câu khách. Bộ cốt tông kẻ sọc đen, ai lấy comment giúp em kẻ sọc. Bộ cốt tông này chỉ có giá là 50.000 thôi mọi người nhá. Nó là quần đùi ạ. 65 cân đổ về mặc vừa. Ai lấy thì comment luôn giúp em kẻ sọc đen. 50.000 một bộ này thôi mọi người nhá. 50.000 một bộ. Ai lấy thì comment luôn giúp em ạ. Kẻ sọc đen em chỉ có 1, 2, 3. Có 3 bộ thôi. Ai lấy thì comment luôn giúp em kẻ sọc đen nha. Chất cốt tông này nhà em bán chỉ có 50.000 một bộ thôi ạ. Ai lấy thì comment luôn giúp em. Tớ lấy bộ nào to nhớ 6-7 cân. 6-7 cân cho kẻ sọc này nhá. 6-7 cân là kẻ sọc là nhỏ nhất. Vâng, XL chị ạ. Đỗ Thủy Dương một bộ 6-7 cân, ok Đỗ Thủy Dương. Em ơi, chồng chị qua quán lấy hai bộ chị vừa đặt nhé. Dạ vâng ạ, à, ok chị Lan Anh ạ. Bộ cốt tông này, bộ cốt tông này chỉ có giá là 50.000 thôi mọi người nhá. Cốt tông mặc ở nhà chỉ có giá là 50.000, có giãn thoải mái luôn mọi người nhìn này. Có giãn thoải mái luôn, có giãn thoải mái.
Ai đấy thì comment luôn giúp em. Cái bộ này là tầm 60 cân, à 65 cân đổ về mặc vừa. 65 cân đổ về mặc vừa. Ai đấy thì comment luôn giúp em kẻ sọc. Để tìm bộ lật xem. Đỗ Thùy Hương, tớ lấy kẻ nhỏ đấy. Ok, chốt cho Đỗ Thùy Hương một bộ kẻ nhỏ size 67 cân. Cái này cũng là 65 cân đổ về mọi người ơi, màu hồng này. 50.000 mọi người nhá. Màu hồng 50.000. Ai lấy thì comment luôn giúp em hồng là chất cốt tông mọi người nhá. 50.000 ạ. Cái bộ này là nam nữ mặc được em ạ. Bộ này nặng nhưng mà thôi, chị nghĩ chắc là nữ mặc cơ, nam mặc quần hơi ngắn đấy Huệ ạ. Nam mặc quần hơi ngắn. Nam mặc quần hơi ngắn. Bộ hồng này là size 65 cân đổ về mặc vừa này. Size XL 65 cân đổ về mặc vừa. Ai lấy thì comment luôn giúp em hồng một bộ của nó nhá mọi người ơi, chỉ còn một bộ hồng này thôi ạ. Chất cốt tông mặc cực kỳ mát. Ai lấy thì comment luôn cho em. Chất cốt tông này nhà em bán 50.000 một bộ nhá mọi người nhá. 50.000 một bộ. Ai lấy thì comment luôn giúp em. Đấy, mọi người cứ hỏi cốt tông, rồi đến lúc mai cốt tông chẳng thấy ai. Chẳng thấy ai. Em tải 6 cân. Bộ này có size to này mọi người ơi. Bộ này là 70 XXL. To gì nhỉ? Bộ này là phải 65 đến 80 cân. Không, 75 cân. Bộ ở nhà mà có dã chứ. Bộ này size to đây em này. Úi giời ơi, em mặc thành chùm bông này. Bộ này size to luôn đây em ơi. Bộ này là size to đây nhá Lý Linh ơi. Bộ này là size to đây. 65 cân đến 75 cân mà vừa đấy, em thấy to không? Giá mang to luôn, 50.000 bộ này. Hình như còn đúng một bộ XL này thôi. Ai đấy thì comment giúp em sọc bé. Bộ này là từ 65 đến 75 cân mặc vừa. Có một quần đây nhá mọi người nhá. Đấy, áo đây, quần đây. Ai đấy thì comment giúp em sọc bé chỉ có một bộ. Còn đúng một bộ này size XL thì sao ấy? À XXL. XXL. 55 cân size L mặc vừa em ạ. Đây 55 cân đây. 55 cân thì có rất nhiều luôn. 55 cân có kẻ sọc to. Em còn lấy XL. À có XXL. Chị bộ này nhé. Ok chị Hoa, chị tên là Hoa chị ạ. À? Chị comment chị Hoa. Ghi lại chị Hoa Mai Phúc. Chị về nhà em. Ok chị Hoa. Bộ này 50.000 nha mọi người ơi. 75 cân này. 65 đến 75 cân này. 65 đến 75 cân. Em còn hai bộ nữa. Ai lấy thì comment giúp em kẻ sọc bé. Ừ, Đỗ Thùy Hương, cái bộ vừa rồi tớ chọn cho cậu là XXL đấy Đỗ Thùy Hương ạ. Bộ này là 65 đến 75 cân mặc vừa mọi người nhá. Gồm một áo và một quần, em còn hai bộ nữa. 50.000 một bộ chất cốt tông này. Ai lấy thì comment luôn giúp em nha. 50.000 một bộ chất cốt tông. Ai lấy thì comment luôn giúp em ạ. 50.000 một bộ quá là rẻ luôn. Đây bộ này dành cho bạn nào size to đây. Size to em chỉ còn đúng hai bộ XXL này thôi ạ. Ai lấy thì comment luôn giúp em. Từ 65 đến 75 cân mặc vừa mọi người nhá. To cực kỳ luôn. To cực kỳ luôn đấy mọi người thấy không? To cực kỳ luôn này, co giãn này. Ai lấy thì comment luôn giúp em kẻ sọc bé. Em chỉ còn hai bộ thôi ạ. Cho em kẻ sọc bé Linh Sâu. Ok Linh Sâu một kẻ sọc bé. Ok Linh Sâu một kẻ sọc bé. Kẻ sọc này là từ 50 đến 65 cân. 50 đến 65 cân. Ai lấy comment giúp em kẻ sọc to. Em còn 5 bộ kẻ sọc to. Ai lấy thì comment luôn giúp em. 50 đến 65 cân. 50 đến 65 cân. Ai lấy thì comment luôn giúp em nha. 50.000 một bộ chất cốt tông thôi ạ. Chất cốt tông mặc cực kỳ mát luôn. Chất cốt tông mặc cực kỳ mát. 50.000 em nhá. 50.000. Ai lấy thì comment luôn giúp em. 50.000 một bộ này ạ. Gồm một áo và một quần. Đây là size XL từ 50 đến 65 cân mặc vừa. Bộ chị đang mặc xinh thế ạ. Bộ chị đang mặc chị vừa like hết rồi Linh ạ. Bộ chị đang mặc chị vừa like hết rồi. Bộ kẻ sọc này em còn 5 bộ nhá. Từ 50 size XL ạ, từ 50 đến 65 cân. 50.000 một bộ cốt tông này thôi. Ai lấy thì comment luôn giúp em 50.000. À nhầm. Ai lấy thì comment giúp em kẻ sọc ạ.
50.000 một bộ này thôi ạ, quá là rẻ luôn. Hôm nay em bán tri ân không lợi nhuận luôn. Hôm nay em bán tri ân không lợi nhuận. Sau khi kết thúc cái like này là em sẽ không bán cái giá này nữa. Em sẽ không bán giá này nữa. Cho nên là chị em nào thích thì hãy comment nha. Size L, kẻ sọc đen size L đấy. Nguyên à, cho em bộ này với bộ dâu xanh, quần dài áo cộc nha chị. Bộ này là... Nguyễn Hà ơi, Nguyễn Hà lấy bộ chắc bộ cốt tông thì bảo. Nguyễn Hà một bộ cốt tông đúng không em? Và một bộ dâu xanh quần dài áo cộc. Dâu xanh quần dài áo cộc đấy. Ok, Nguyễn Hà hai bộ. Để chị bộ này nữa. À, bộ kẻ sọc đúng không ạ? Mọi người ơi, mọi người ai lấy bộ nào thì vui lòng comment giúp em tên mà em đọc ra. Ví dụ bộ này kẻ sọc đen, à kẻ đen to. Ai lấy thì comment giúp em kẻ đen to thì em sẽ chốt cho đỡ bị nhầm nha mọi người nhá. Chị Bích Ngọc một bộ kẻ đen to đúng không ạ? Chị Bích Ngọc một bộ kẻ đen to size XL. Ok chị Bích Ngọc ạ. Bộ này em còn xem nào, em còn hai bộ nữa. Em còn hai bộ nữa. 60 cân vừa nha luôn. 60 cân vừa xinh luôn em ạ. Cái này là từ 50 đến 65 cân. 50.000 một bộ mọi người nhá. Em còn 3 bộ em sẽ còn 3 bộ. Ừ, còn nhiều lắm. Em còn mấy bộ cơ? Ai lấy thì comment giúp em. Bộ kẻ sọc đen to, ok chị Trần, à chị Phạm Bích Ngọc một bộ kẻ sọc đen to 50.000 này. Bộ này 50.000 nhá mọi người ơi, chất cốt tông siêu nhẹ cực kỳ mát. Còn em còn 2-3 bộ kẻ sọc này nữa thôi. Ai lấy thì comment giúp em luôn kẻ sọc. Kẻ sọc ạ. Bộ dâu này em có sao, à quên bộ sao. Em có size từ 40 cho đến 65 cân. Chị ở Gia Lâm em ơi, chị ở Gia Lâm. Ok à, tí nữa chị sẽ inbox cho em. Tí nữa chị sẽ inbox cho em. Em có bộ này từ 40 cân, 40 đến 65 cân nhá. Có size M, L, XL. Có là từ 40 đến 65 cân. Ai lấy thì comment size giúp em. 50.000 một bộ này thôi ạ. À. Ai lấy thì comment giúp em sao kèm số cân ạ. À. Để em chọn size cho mọi người. 50.000 một bộ mọi người nhá. Ai lấy thì comment giúp em sao kèm số điện thoại. À nhầm, sao kèm cân nặng ạ, để em chọn size. Cái này có size M, L và XL tương đương từ 40 đến 65 cân mọi người nhá. Ai lấy thì comment luôn giúp em sao kèm cân nặng ạ. Màu sao này cực kỳ. Bộ này không có XXL rồi Thu Hương ạ. Size XL cũng to cậu 6-7 cân, tớ nghĩ mặc vừa. Tại vì của nó là phong co giãn cậu ạ. Đây cái tớ này đang mặc là đang M nhá. Cái này lại không có XXL, có XL thôi nhưng mà tớ... Có XXL nhưng mà tớ thấy cũng khá là to đấy. Cho chị bộ sao size L nhé. Vâng ạ, à, ok chị bộ sao size L. Ôi chị ơi, sao size L lại không có rồi ạ. Có XXL thôi chị Huyền ạ. Sao size L có XXL thôi ạ. Đây em cho xem mọi người xem XXL nhé. XXL là từ 50 đến 65 cân mặc vừa mọi người nhá. Có giãn thoải mái luôn ạ. Đây mọi người to giãn man luôn. Có giãn thoải mái này. Ai lấy thì comment giúp em sao. Sao XL này em còn 4 bộ thôi. Vâng, 2 bộ sao đúng chị. Sắp xong pyjama rồi đây Hà Thu ơi. Sắp xong pyjama dài rồi đấy. Ai lấy thì comment luôn giúp em sao nha. Sao XL là từ 50 đến 65 cân mặc vừa. Chất co giãn thoải mái luôn nha mọi người. Đúng rồi chị. Ai lấy thì con. Anh thử gọi hỏi chị giúp em làm. Có XL chị Huyền ạ. À. Có XL nha chị nha. Đây bộ em cầm. Bộ em đang cầm là XL đây ạ. À. Ai lấy thì comment giúp em chỉ còn đúng đúng. Đây chị lấy tạm dâu xanh tí chị em mình. Chị mình có hai bộ nhỉ? Chị cứ lấy trước để lấy đi. Vâng, Khánh Hằng rồi. À đúng rồi, đấy của bạn Khánh Hằng là trước sau chị ạ. Của bạn này trước. À, 140 đúng không em? Vâng ạ. Sao XL chốt cho Hằng Ship và Nguyễn Linh. Ok hai bạn. X à quên, sao XL là em chỉ còn hai bộ nữa thôi. Ai lấy thì comment luôn giúp em nha. À em chỉ còn một bộ. Một bộ sao XL thôi.
Ai lấy thì comment luôn giúp em. 50.000 một bộ chất cốt tông mọi người nhá. Chị bộ XL ok, chị Huyền Lê thì XL hết nha mọi người ơi. XL hết. Chị ơi. Ok đây chị qua mẫu luôn đây. XL cho Hằng Sít này, sao XL cho Hằng Sít này, sao XL cho Nguyễn Linh và cho chị Huyền Lê Thị. Bộ chị đang mặc hết mất rồi Thu à. Bộ chị đang mặc hết rồi, chị chỉ còn mẫu khác thôi. Đây này, bộ chị đang mặc có chó xanh này đẹp lên này. Bộ chị đang mặc có chó xanh này đẹp này. Chó xanh này đẹp dã man luôn. Đẹp, chị phải thấy chó xanh này đẹp. Qua mẫu nhá. Huyền Lê Thị để Hằng Sít với cả Nguyễn Linh chị ạ. Có 2 bộ mà. 3 bộ. XL em còn kẻ bé này nữa nha mọi người ơi. À, chị khoe một bộ sao 47 cân. 47 cân mặc vừa đúng không chị nhỉ? Ok thoải mái luôn. Ừ. Ok mặc nó rộng một tí nó mát đấy. Vâng, chưa chị mặc. Có một quần vừa rồi chị xem cho quần nào rộng là quần XL nó sẽ chị Huyền Lê. À quên, chị Nguyễn Khuê một bộ sa 47 cân. Ok chị Nguyễn Khuê, Hà Thu một chó xanh. Ok Hà Thu một chó xanh chị vừa cầm. Hà ôi giời. Ok Hà Thu một bộ chó xanh cho Hà Thu 70.000 rồi nhá. À, bộ cốt tông kẻ sọc này em còn này, 50 đến 65 cân này. 50 đến 65 cân. XL ai lấy thì comment giúp em kẻ sọc. Ai lấy thì comment luôn giúp em kẻ sọc 50.000 một bộ thôi mọi người ạ. Quá là rẻ luôn. Ai lấy thì comment luôn giúp em kẻ sọc nha. 50.000 một bộ siêu rẻ. Siêu rẻ. Em thề luôn em nhập vào là 50 đấy. Em nhập vào 50 em bán 50 mọi người thấy em buôn ngược sành điệu không? Bán không lợi nhuận mà bán lấy tương tác, bán cho mọi người vui là chính. Em ơi hôm nay pyjama không có dài tay mà chỉ có áo cộc quần dài thôi. Pyjama chỉ có áo cộc quần dài thôi mọi người, đợi em tí em đi thay pyjama cho mọi người nhé. Chị mặc vào áo pyjama đấy. Màu gì vàng hay là màu xanh? Dạ xanh. Đầu xanh. Vàng đấy. Thì vàng đấy. Vàng đấy. Mọi người đợi tí em đi thay pyjama nha. Pyjama dài nha. Chưa rồi, hết giấy nốt vàng rồi. Hết giấy á chị? Ừ. Ơ, à, chị còn một dệt bạch xanh xanh lên cho chị. Xanh cũng hết rồi. Không quay được đấy á chị? Ừ. Không quay, không biết là trong cái máu lên còn không? Đây em chuyển sang tớ bộ cốt tông kẻ. Cốt tông kẻ 54 cân mặc vừa luôn Quỳnh Anh ạ. Cốt tông kẻ 54 cân mặc vừa luôn. Chị Thanh Huyền chị ở đâu? Chị ở Gia Lâm em ạ. Ủa, chị ở Gia Lâm. Chị ở Sài Đồng Gia Lâm. Chị chuyển qua dài luôn. Vẫn còn cốt tông trang ạ. Nhưng mà chị thay pyjama dài cho mọi người nhìn. Pyjama dài. Pyjama dài hôm nay em bán 85.000 mọi người nhé. Cũng là chất kết thái luôn. Chất như chất đùi luôn ạ. Nhưng mà nó là dài. Nó là dài xinh cực kỳ luôn. Đấy. Và Nguyễn Quỳnh Anh một bộ cốt tông kẻ. Kẻ em vừa ra này. Em nói xong không thể hết rồi. Đi lại cái bìa nó khác rồi. Rồi, bìa vậy. Qua năm một đêm thì là. Đấy. Cũng chưa cài được à. Ủa, chết nộ hàng. Khuy áo chưa cài, còn khuy áo. quên. Sorry các chế, cúc chưa cài. May quá không hở. Đấy. Ok. em quên, vội quá. Cúc áo kìa. Mọi người ơi, pyjama dài là cũng 65 cân đổ về mặc vừa. Đấy, mọi người nhìn đây này. 65 cân đổ về mặc vừa. 65 cân đổ về mặc vừa.
pyjama dài này thì có giá là 85.000 ạ. Pyjama dài có giá 85.000. Cho em bộ vàng pyjama, cho Hòa bộ vàng pyjama. Ok, đây là vịt vàng nhá. Vịt vàng Đỗ Hòa chị ạ. Đỗ Hòa và Hạnh Nguyễn. 49 cân mét 6 vừa nhé em nhá. Chị mét 6 47 cân đây. Chị mét 6 47 cân đây, hàng free size nhá. 65 cân đổ về mặc vừa thoải mái luôn. 65 cân đổ về mặc vừa thoải mái. Ai à, còn một bộ vịt vàng, ai lấy thì comment giúp em vịt vàng. Ai lấy thì comment luôn giúp em vịt vàng. Pyjama dài có giá 85.000 mọi người nhá. Pyjama dài có giá 85.000 ạ. Pyjama dài có giá 85.000. Cho em cái bộ này. Em ơi, bộ dâu xanh này Hà vừa thoải mái em ạ. 63 cân nhưng mông 100 liệu có vừa bộ dài không chị? Chị sợ không vừa rồi, mông hơi to. Mông hơi to, áo thì vừa sợ còn hơi chật chị ạ. Hà thu một vịt vàng nhé. Ok chứ chị, Hà thu một vịt vàng nhé. Chị sợ mông hơi to, mặc hơi kích Linh ạ. Cái bộ này sau sinh mặc thoải mái luôn nha Hà nha. Bộ này sau sinh em mặc thoải mái luôn. Em bắt đầu like sang mẫu dài nhé mọi người nhá. Có bộ dài tối màu không chị? Bộ dài tối màu có nha em nhá. Bộ dài tối màu có nhá. Dài tối màu đây. Đi con ơi, làm xong chưa? Đi siêu. Hả? Sắp. Mày cứ xong đi. Mình vừa tính có bộ dài tối màu của Kinh nhỏ đi phổ đến soi cầu à? Kia là xăm hình đấy. Xăm hình không? Tối màu đây em. Tối màu bộ này chỉ có 3 bộ thôi. À. Ôi dồi, tối màu. Em lấy giống không chị? À 3 bộ, ừ, đúng rồi. Tối màu có 3 bộ em ạ. Ai lấy thì comment giúp em xanh than. Bộ dài nhá mọi người nhá. Cái này là quần dài như em đang mặc này. Quần dài như em đang mặc 65 cân đổ về mặc vừa. Ai lấy thì comment luôn giúp em xanh than. 85.000 cho bộ quần dài mọi người nhá. 85.000 cho bộ quần dài. 85.000 cho bộ quần dài ạ. Quá là rẻ luôn. Đảm bảo cái hàng này mọi người đi ra ngoài mua là không bao giờ dưới giá 150. Chị lấy bộ xanh than. Ok, chị bấm một bộ xanh than ạ. Em đảm bảo luôn cái bộ này mà đi ra ngoài shop không bao giờ có giá 150 với chất kết Thái. Xanh than quần dài cho Khánh Hằng và xanh than quần dài cho Nguyễn Huyền. Chị bấm ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Nguyễn Huyền và Khánh Hằng chị ạ. Ok, hết xanh than quần dài. Em chuyển sang mẫu dâu xanh nhá. Sao lại thế là chị? Vẽ đi. Dâu xanh nha mọi người nhá. À, xanh than. Hòa ơi, xanh than tớ còn màu con mèo này. Hòa lấy con mèo được không? Mọi người ơi, xanh than vừa rồi em hết rồi. Chỉ còn xanh than hình con mèo này thôi. Chị, bạn Hòa này, chị Huyền này. Bạn Hòa và chị Huyền. Nếu mà lấy xanh than con mèo thì comment luôn giúp em than mèo nha. Sao sinh, ờ đúng rồi, sao sinh mặc sáng sợ bẩn. Em chỉ còn màu xanh than này thôi ạ. Hòa và chị Huyền có thể đổi sang màu xanh than này giúp em được không ạ? Hòa và chị Huyền có thể đổi sang xanh than. Chị đổi lấy xanh than hình mèo. Chị bấm đổi sang xanh than hình mèo thì cái bộ màu xanh than đấy em sẽ để cho bạn Đỗ Hòa nha. Quần dài nhau Việt Nam. Quả tên Facebook xanh than quần dài em nhá. Cho chị bóng đổi này. Nguyễn Linh cho em mẫu con mèo nhé. Ok Nguyễn Linh. Chị đây là chị bóng đổi không chị? Đây là Nguyễn Linh. Em đưa cái bộ em vào đây. Em cơ mà. Ở đây. Bóng đổi cũng là. Vâng. Chị Huyền Lê Thị than mèo. Thấy em không chị ơi? Chị thấy nhá, anh Puratino à? Chị có thấy em? Chị Huyền Lê Thị nốt bộ này. Đi qua xong mình đi chốt rồi chị. Tao đi chốt gì? Chốt bộ tao để chị nhìn làm ấy. Chốt kiểu gì chị ơi? Ghi tên nó cho tên Facebook. Thế nào một chị... cái là
chị làm đồ cho khách bây giờ. À, Huyền Lê Thị và Nguyễn Linh. Đỗ Hòa ơi, tớ chỉ còn một cái bộ xanh than mà vừa lấy chị Bồng lấy thôi. Mỗi bộ xanh than đâu cơ, cậu có lấy bộ đấy đi lấy nhá. Bộ mèo tớ hết mất rồi, bộ mèo tớ hết rồi. Em chuyển sang mẫu dâu xanh ạ. Em chuyển sang mẫu dâu xanh. Dâu xanh này thì em có 3 bộ, 4 bộ, 4 bộ. Bộ vịt dài chị hết mất rồi em ạ. Chị hết mất bộ vịt dài rồi anh Puratino ơi. Vịt dài này chị hết mất rồi, còn mẫu khác thôi. Chị lít bộ ngắn chưa? Chị lít rồi nhưng mà chị chuẩn bị lai lại. Chị lít lại mẫu. Chị chuẩn bị lít lại bộ ngắn cho em xem nhá. Bộ vịt dài vàng này chị hết mất rồi, chỉ còn mẫu khác thôi. Nhiều màu vàng đẹp lắm. Dâu xanh ai lấy thì comment luôn giúp em dâu xanh. Ok, Nguyễn Hà một bộ dâu xanh từ đầu chị chốt cho em rồi. Dâu xanh này em còn 4 bộ, ai lấy thì comment luôn giúp em dâu xanh nha. Dâu xanh này mặc cực kỳ xinh luôn, mọi người nhìn thấy không ạ? Ai lấy thì comment luôn giúp em dâu xanh. Dâu xanh này còn 4 bộ thôi ạ. Hàng free size mọi người nhé, 40-65 cân. Pizza mà... mẫu dài đấy ạ. Ghi là gì? Không, theo học trên Facebook là bộ nào thì mình ghi thôi. Bộ mèo vàng em cũng còn 3 bộ. Mèo vàng à? Ừ, còn 3 bộ. Màu mèo vàng này em còn 3 bộ. Ai lấy thì comment luôn giúp em mèo vàng. Em đang like hàng bộ dài nhất, mọi người thấy bộ dài em đang mặc không ạ? Hàng nhà em là hàng chất có túi mọi người nhá. Hàng có túi đằng trước này 85.000 một bộ, ai lấy thì. Hôm nay ở cái live này em bán với giá không lợi nhuận, nên là mọi người sẽ mua được cái giá gốc đấy ạ. Em chỉ bán đúng trong cái livestream này thôi, nên là chị em nào thích thì hãy comment ngay nha. Còn pyjama ngắn nhất Thu Hường ơi. Còn pyjama ngắn chị còn 2 mẫu thôi. Ngắn chị còn 2 mẫu. Ngắn chị còn mẫu xanh này. Ngắn thì 70.000. Mèo vàng Hải Hà đi con ơi. Mèo vàng ạ? Không, mày chỉ là Hải Hà 80.000 thôi. Để vào đây. Ok, Hải Hà mèo vàng. Đây bộ ngắn chị còn chó xanh này. Mà có tí nữa bộ ngắn chị sẽ inbox cho em. Cho em mèo vàng dài nhá. Ok anh. À, em ơi cho chị xin số điện thoại nhá. Được. Anh Puratino cho chị xin số điện thoại nhá. Mèo vàng này em còn à. Được. Mèo vàng này em còn một bộ. Ai lấy thì comment luôn giúp em mèo vàng ạ. Đi là gì? Anh Puratino. Tên phích các mèo gì thế? Không có dài tay nhá. Thu Phương này là ai đây? Biết hỏi chống không, hỏi chống không trả lời, chẳng thế nữa. Khách thì là khách chứ, nhưng mà hỏi chống không ít ra hỏi em ơi hay là bạn ơi hay chị ơi. Mèo vàng này, mèo vàng quần dài em còn một bộ duy nhất, ai lấy thì comment giúp em 85.000 mọi người nhá. Ai lấy thì comment 85.000, à ai lấy thì comment mèo vàng giúp em còn một bộ thôi ạ. Biết con ơi, bạn anh vui lên đi để đặt điện thoại lên để comment à mình ghi xuống này. Ai lấy thì comment giúp em mèo vàng ạ. Em chuyển mẫu nha. Màu hồng này mọi người ơi. Cái gì nào? Ờ. Màu hồng ạ, à, gấu lai hồng. Ai lấy thì comment giúp em gấu lai hồng. Ai lấy thì comment giúp em gấu hồng quần dài nhé mọi người nhé. Chất kết thái á. Hàng free size sau sinh mặc thoải mái, miễn là 65 cân đổ về. Đấy, quần dài nhé mọi người. Chất kết thái á, có túi đằng trước, chất cực kỳ đẹp. Hôm nay ở cái livestream này em bán với giá không lợi nhuận duy nhất ở cái livestream này thôi. Nên là các chị em vào mua tranh thủ mua để được giá ưu đãi. Ai lấy thì comment giúp em gấu hồng này em chỉ có 2 bộ thôi ạ. Gấu hồng em chỉ có 2 bộ. Ok, chị Hạnh Nguyễn một bộ gấu hồng. Chị Hạnh Nguyễn một bộ gấu hồng. Chị Hạnh Nguyễn một bộ gấu hồng. Còn gấu hồng nữa, ai lấy thì, ôi dồi, ai bắn tim đấy, à bác Hoàng. Em chào bác Hoàng. Bác Hoàng thả tim cho em. Gấu hồng này em còn một bộ, ai lấy thì comment luôn giúp em gấu hồng. Hàng chất kết thái ạ, 85.000 một bộ ở trong, đặt hàng ở ngay cái livestream này thì em sẽ để giá 85.000 mọi người nhé. Mọi người ơi, mọi người nhớ chia sẻ cái livestream này của em nha. Chia sẻ cái livestream này để được tặng quà. Trang Facebook có lượt tương tác và lượt chia sẻ nhiều nhất. Em sẽ tặng ngay 5 phần quà cho 5 bạn có lượt tương tác và chia sẻ livestream nhiều nhất của em ạ. Gấu hồng này em còn một bộ quần dài nhé mọi người ơi. Ai lấy thì comment giúp em gấu hồng. Bác đang hóng hớt. Bà chủ
có tâm nhất vịnh bóc bụng. Thôi em đi sang sang đây. Mày sang cho ai đấy? Học viên, cô vãi trưởng máu. Sang luôn đấy. Hồng nhẹ đây, hồng nhẹ cho chị em nào thích hồng nhẹ. Ai lấy thì comment giúp em mèo hồng nha. Màu hồng nhẹ này cực kỳ xinh luôn. Màu này em có 2 bộ. Màu này em có 2 bộ. Ai lấy thì comment giúp em. Em đang like hàng quần dài nha mọi người ơi. Bộ dài 85.000. Ai lấy thì comment giúp em. Mọi người tranh thủ mua bây giờ thì sẽ được giá rẻ. Vào vụ thì không bao giờ có giá dưới 120-150 một bộ đâu, em cam đoan luôn. Nhưng mà hôm nay ở cái live stream này em chỉ bán với giá 85.000 một bộ thôi. Mèo hồng chị Hạnh Nguyễn một bộ mèo hồng ạ. À, ok chị Hạnh Nguyễn ạ. À, em còn một bộ mà mèo hồng nữa. Ai lấy thì comment giúp em mèo hồng nào. Còn một bộ nữa ạ, à, cực kỳ xinh luôn. Linh ơi, để tớ bộ xanh than tối màu chưa? Tớ để cho Hòa rồi đấy. Tớ để cho Hòa một bộ xanh than tối màu rồi đấy cậu ạ. À, ai lấy thì comment giúp em mèo hồng nha. Mọi người ơi, mọi người hãy tranh thủ mua luôn. Cái ngày hôm nay mua luôn ở cái live stream này thì sẽ được giá rẻ ạ. À, có màu tối em ạ, à, có màu tối. Mọi người không thích màu kiểu cute lạc lối ạ. À, có màu tối là màu nâu. Chị lấy tất cả 3 bộ nhé. Bà viết hết rồi. Em viết hết rồi đấy chị ạ. À, bà Thắng chào Vũ Huyền xinh gái nhé. Bà Thắng chào. Hello mami, con chào mẹ. Đây màu tối đây, màu tối bộ gấu này em chỉ có 3 bộ thôi. Bộ gấu này là màu tối này. Ai lấy thì comment giúp em chó nâu. Chó nâu nha mọi người nhá. Đây màu tối đây. Chị lít bộ màu rực rỡ đi. Đây là từ vừa lấy bộ màu rực rỡ đấy. Chị một bộ màu hồng nhé, mèo hồng. Chị Hoa. Ok một bộ chị Hoa. Vâng ạ, à, chị Hạnh Nguyễn 3 bộ, em đã ghi của chị 3 bộ rồi ạ. À, chị Hoa một bộ mèo hồng này nhé. Ok chị Hồng Nguyễn cho ta một bộ nâu nữa nhé. Ok Hồng Nguyễn. Hồng Nguyễn một bộ chó nâu. Chó nâu em còn 2 bộ, ai lấy thì comment giúp em chó nâu. Hello Kiều Phương, hello Kiều Phương. Anh Curatino một bộ chó nâu. Nguyễn Huyền một bộ chó nâu. Anh Curatino và Huyền Nguyễn chị ạ. Hồng Nguyễn con bạn em. Anh Buratino. Một hết vịt hết mèo rồi Phương ơi. À vịt có gì nhỉ? Vịt hết mất rồi, vịt mèo đều hết rồi Phương ạ. À, đợi tớ tí nhá. Tớ còn mèo vàng này thôi. Phương ạ, à, tớ còn mèo vàng này thôi, hết mèo hồng rồi. Tớ còn mèo vàng này thôi, Phương lấy thì comment giúp tớ mèo vàng nhá. Còn hồng thì tớ còn gấu lai hồng. Gấu hồng, tớ còn gấu hồng. Đấy, bộ vàng vịt như tớ đang mặc thì hết mất rồi Phương ạ. À, đây bộ hồng tớ còn hồng này nhá. Tớ còn hồng gấu này và mèo vàng. Đấy, Phương lấy thì comment giúp tớ nhá. À quần đùi á. Quần đùi không có quần đùi, hết quần đùi rồi Phương ạ. À, còn màu nào. Ok hồng thì còn bộ nào màu tối nữa không? Hết màu tối rồi. Còn mỗi màu xanh này thì là nó là gọi là cũng tối nhất thôi. Vâng, màu xanh này nhẹ nhàng này Hòa ơi. Màu xanh này nhẹ nhàng, nó không sáng đâu. Màu này mặc nó kiểu không bị tối quá ấy, mà nó vẫn không sợ bị bẩn. Đây là màu xanh rêu này cực kỳ đẹp luôn. Cái bộ này cực kỳ đẹp luôn. Bộ cộc thì tớ chỉ còn có mèo xanh này. Mèo xanh. Bộ cộc tớ còn mèo xanh. À còn mèo hồng. Phương ơi, bộ cộc tớ còn mèo hồng này đấy. Bộ cốt tông chị qua từ lấy rồi. Phú Thu Trang ạ, à, bộ cốt tông chị qua từ lấy rồi. Đấy, đây bộ đùi đấy nhá. Đây bộ đùi đấy. Nhưng bây giờ like này sợ bị nhầm đấy. Chó nâu này em còn một bộ, ai lấy. À, với 3 người chó nâu mà đấy. Hồng Nguyễn này. Ồ, Huyền Nguyễn. Cho tớ 2 bộ cọc nhé. Ok Phương, 2 bộ cọc. 2 bộ cọc còn lại chó xanh và mèo cho Phương lốt nhá. Xinh cực kỳ luôn đấy Phương ạ. Đây là Kiều Phương.
Kiều Phương 2 bộ 70.000 một bộ quần đùi. Ok. Em lại qua mẫu luôn nha. Mẫu này là chị con này là con gì? Con hồ ly à? Cáo. Cáo vàng này, cáo vàng cực kỳ xinh luôn. Quần dài nhá mọi người nhá. Ai đấy comment giúp em cáo vàng. Cáo vàng quần dài ạ, 85.000 một bộ. Mặc bộ này là hóa cáo luôn. Ai đấy thì comment giúp em cáo vàng quần dài nhá mọi người ơi. Quần dài nhá. Hết cốt tông, còn cốt tông Hương ạ, vẫn còn cốt tông. Ok Phương đi, con đang ở địa phận bên kia rồi. Ai lấy thì comment giúp em cáo vàng nha. Chất dài, à quần dài nha mọi người ơi. Đây này quần dài này. Đấy, hàng free size đây, quần dài nghe em đang mặc đây này. Hàng free size ạ, 65 cân đổ về mặc vừa. Ai lấy thì comment giúp em. Cáo vàng nha. Ai lấy thì comment giúp em cáo vàng. Màu này cực kỳ xinh luôn, là màu vàng nhẹ. Màu vàng nhẹ, còn con cáo này thì là màu ghi nên là mặc không bao giờ sợ bẩn mọi người nhá. Ai lấy thì comment giúp em cáo vàng. Cáo vàng này chỉ có 3 bộ thôi ạ. 85.000 một bộ pyjama dài mọi người nhá. 85.000 một bộ pyjama dài. Ai lấy thì comment luôn giúp em cáo vàng ạ. Mã này đẹp cực kỳ luôn, không ai thích à? Mã này đẹp cực kỳ luôn ạ. Màu này đẹp chị nhỉ? Em thấy màu này đẹp. Còn bộ hạt trắng này thôi, còn bộ hạt trắng này thôi là em hết pyjama rồi. Ai lấy thì comment giúp em hạt trắng 65 cân đổ về mặc vừa nhá. 40 đến 65 cân đổ về mặc vừa. Hàng pyjama chất kết thái, chất mặc cực kỳ nhẹ và thoải mái luôn ạ. Nhà em là hàng may có túi ở đằng trước, đường chỉ là may cẩn thận luôn mọi người nhá, đảm bảo bao không rách luôn. Hàng đẹp cực luôn ạ. Ai lấy thì comment luôn giúp em hạt trắng nha mọi người ơi. Chỉ còn 3 bộ duy nhất thôi ạ. 3 bộ duy nhất giá 85.000. Ai lấy thì comment giúp em nha. Bộ này là quần dài nha mọi người ơi. Bộ này là quần dài. Có ai muốn xem lại chất cốt tông không? Để em like lại chất cốt tông ạ. Dài hết rồi đấy chị nhỏ. Chị like lại bộ cốt tông à? Ok. Em bao nhiêu cân để chị tìm size vừa cân cho. Đây bộ cốt tông, đây là màu hồng nhá. Đây là màu hồng mọi người ạ, 50.000. Size XL là từ 50 đến 65 cân mặc vừa. Đấy, mọi người nhìn thấy cả chun không ạ? Có giãn thoải mái luôn. 50.000 một bộ chất cốt tông nhá. Ai lấy thì comment luôn giúp em. Màu hồng này chỉ còn một bộ thôi ạ. Size XL từ 50 đến 65 cân. Ai lấy thì comment giúp em hồng. Hồng cốt tông này thì chỉ có giá là 50.000 thôi. Quá rẻ cho một bộ quần áo. Đây bộ cốt tông kẻ sọc to đây. Đen sọc to này size XL cũng từ 50 đến 65 cân. Mọi người nhìn nhá, cốt tông co giãn thoải mái luôn này. Đấy, 50 đến 65 cân, 50.000 một bộ mọi người nhá, gồm một áo và một quần. Cho tớ bộ 48-49 cân cốt tông. Bộ 48-49 cân là size L. Xem ạ. Có size L đấy. Đây, em ơi. Huyền Hâm tên Facebook chết rồi chị ạ. Huyền ơi, Huyền có lấy cái bộ 48-49 cân thì lấy size L nhá. Nếu mà ok thì comment giúp chị kẻ sọc nha em nha. Phương Lê ơi, Phương Lê chị ơi, to 60-70 cân à? XL hết rồi chị ạ. Bộ 70 cân chị lại hết mất rồi Phương Lê ạ. Bộ 70 cân chị lại hết mất rồi. Đây bộ 55 cân đổ về đây. 45 đến 55 cân đổ về đây. Mặc size L còn 3 kẻ sọc. Ai lấy thì comment giúp em kẻ sọc. Huyền Âm có lấy thì comment giúp chị nhá. Hoa Nguyễn có màu khác không? Có mỗi sọc đen to và sọc đen bé này thôi Hoa ơi. Đấy, có mỗi sọc to và sọc bé này thôi là hết cốt tông rồi. Có mỗi sọc to và sọc bé thôi. Hello Bác Điệp, em chào Bác Điệp. Đấy, cốt tông đây nha mọi người nhá. Có size từ 40 đến 65 cân. Mọi người có thể comment số cân để em chọn size cho ạ. Hôm nay em xả trong cái line này chỉ có giá là 50.000 mọi người nhá. 50.000 một bộ. Không còn mẫu nào ạ. Hết mất XXL rồi em ạ. Hết mất XXL rồi Phương Lê ơi. Hôm nay ở cái live stream này chất cốt tông, bộ cốt tông này em bán với giá 50.000 một bộ thôi mọi người nhá.
cho em bộ sọc bé 55 cân. Sọc bé 55 cân XL, ok, sọc bé 55 cân cho Cẩm Linh. Cẩm Linh cho chị xin số điện thoại nha. Pyjama gấu hồng dài hay là đùi à, Hà Thu? Sọc bé hết mất rồi Hoa, hết sọc bé rồi. À đây còn sọc bé, còn một bộ sọc bé, à nhưng mà sọc bé. Có pyjama quần dài nâu hình gấu không? À, hết mất rồi, pyjama dài nâu, màu nâu hết mất rồi chị Trang ạ. Dài còn gấu nhá Thu nhá, Hà Thu, dài còn gấu đây em. Đây, gấu này chị vẫn còn đây. Chị vẫn còn, chị còn nhá Hà Thu nhá. Ok, cho Hà Thu một bộ dài này. Pyjama dài gấu hồng Hà Thu. Sao mọi người xem thì bao giờ mọi người nhớ thì phải. Hà Thu một bộ gấu lai này, ok em. Còn bộ cặp đen to này và đen nhỏ, em vừa lấy đen nhỏ rồi. Đây ơi, đen nhỏ đây thôi nhá, tôi mở ra cho bà xem đây. Còn một bộ size XL thôi, bà có lấy thì lấy luôn đi, không hết rồi. Có 50.000 một bộ thôi, quá là rẻ luôn. Quá là rẻ cho một bộ quần áo ở nhà luôn, siêu rẻ. Thề luôn, đi lên Linh Hiệp cũng không có cái giá này, em đảm bảo luôn. Đấy, kẻ sọc bé đi nhá. Kẻ sọc bé đấy, 65 cân đổ về mặc vừa, gồm một áo và một quần này. Một quần đen này, cái này mặc ở nhà thoải mái luôn. Đấy, ai lấy thì comment luôn giúp em nha. Cốt tông chỉ còn cần này thôi ạ. Cốt tông 50.000 một bộ chỉ còn cần này thôi. Ai lấy thì comment luôn giúp em. Mọi người có muốn xem mẫu nào không, để em like lốt. Vì các mẫu em bán thì cũng đã hết rồi. Các mẫu em bán cũng đã gần hết rồi ạ. Mọi người có muốn xem lại mẫu nào thì để em lên lại mẫu nhá. Có mẫu khác không chị? Mẫu cốt tông ở Trang Dương, mẫu cốt tông chỉ còn 3 mẫu thôi. Mẫu cốt tông chỉ có 3 mẫu thôi. Mẫu hồng này, kẻ sọc to này, kẻ sọc đen to này em ơi. Đấy, và kẻ sọc bé nhá. Và kẻ sọc bé. Đấy, ai lấy màu nào thì comment giúp em nha. Ai lấy màu nào thì comment giúp em. Có 50.000 cho một bộ cốt tông thôi ạ. Pyjama hết rồi ạ em. Chị ơi, chị lấy pyjama dài hay là đùi ạ? Pyjama em vẫn còn một ít ạ. Chị lấy đùi hay dài thì em giơ lên cho chị. Em vừa qua hết tất cả các mẫu rồi ạ. Cho em sọc bé size to nhất. Sọc bé size to nhất Trang Dương size XL. Ok Trang Dương, Trang Dương sọc bé size to nhất. Sọc bé còn bộ nào không em? Chị ơi, sọc bé em hết mất rồi ạ. Em chỉ còn sọc to thôi ạ, size L và XL. Size L và XL từ 50 đến 65 cân ạ. Em chỉ còn kẻ sọc to này là hết sạch cốt tông rồi ạ. Bộ dài em sẽ lên pyjama, em sẽ lên lại bộ dài cho chị Ngọc Trần xem nhá. Bộ dài này, bộ dài em có mèo vàng này, em chỉ dơ áo thôi nhá. Em lấy lốt bộ cốt tông hồng nhé. Cái gì nhở? Cẩm Linh 55 cân nhỉ em nhở? Cẩm Linh 55 cân nhở? Size L, chạy cho size L, mỗi L sẽ qua quả. Cẩm Linh 55 cân nhỉ em nhở? Em sẽ lên lại bộ dài cho chị Ngọc Trần xem này. Mèo vàng là một nhá, em chỉ dơ áo thế ạ. Mèo vàng là một ạ. Mèo vàng là một này. Dâu xanh là hai. Dâu xanh là hai. Đấy, em lên lại bộ dài đây nhá, 85.000 một bộ mọi người nhá. Dâu xanh là 2. Hạt ghi là 3. Đấy, em chỉ còn mấy bộ này thôi. Hạt ghi là 3. Hạt ghi là 3. Và gấu lai là 4. Đấy, em chỉ còn 4 bộ dài này thôi ạ. Em chỉ còn 4 bộ dài này thôi ạ. Em 55 cân em mặc size L là vừa xinh luôn Cẩm Linh ạ. Đấy, em chỉ còn 4 bộ dài này thôi. Em chỉ còn 4 bộ dài này thôi. Các chị em muốn lấy á, mọi người ơi, em hiện tại em đã like hết tất cả các mẫu mà em đang có ở quán đây rồi. Em còn dư khoảng độ chục bộ dài và mấy bộ ngắn thôi. Nên là chị em nào mà vào muộn xem like mà chưa kịp xem cái live stream này thì có thể sẽ xem lại cái live stream của em và chụp ảnh màn hình gửi lại cho em nha, cái mẫu hàng mà mọi người muốn mua nhá. Gửi lại cái mẫu hàng mà mọi người muốn mua, em sẽ check
Nếu mà còn thì em sẽ vẫn bán áp dụng cái giá không lợi nhuận ạ. 65 cân vừa chị Ngọc Trần nhá, 65 cân đổ về là mọc vừa đấy ạ. 65 cân đổ về mọc vừa. Tí nữa em sẽ kiểm tra cái lượt chia sẻ. 5 bạn nào có lượt tương tác với 5 bạn nào có lượt tương tác và lượt chia sẻ với em nhiều nhất ngày hôm nay, em sẽ chụp ảnh màn hình và up tên các bạn và các bạn sẽ qua em nhận quà nha. Mỗi bạn là một set mỹ phẩm mini ạ, gồm một tuýp kem nền, một tuýp kem che khuyết điểm và một hũ kem dưỡng ạ. Nha mọi người ơi, các chị em có thể vào muộn chưa xem được cái livestream này của em. Bộ gấu hồng dài 60 cân. Ok chị Trương Thúy Hằng. Trương Thúy Hằng bộ gấu hồng dài 60 cân. Sau khi em kết thúc live thì mọi người có thể vào lại cái livestream này của em và xem lại những cái mẫu mà em đã like. Chị một bộ xanh một bộ hồng. Chị ơi bộ hồng lại vừa hết mất rồi. Chị lấy sang bộ vàng được không ạ? Chị Ngọc Trần lấy sang bộ vàng được không ạ? Bộ hồng em lại vừa hết mất rồi ạ. Vừa cái này chị nhá. Chị một bộ hồng dài 60 cân. Ok chị, bộ hồng dài 60 cân đã chốt cho chị Trương Thúy Hằng. Chị Ngọc Trần ơi, chị có thể xem lại livestream và chị inbox lại mẫu chị muốn xem nhá. Em sẽ Hà Thu chiều em qua lấy nha. Ok Hà Thu, em sẽ xin kết thúc cái livestream này ở đây và em sẽ đăng lại cái livestream này lên. Các chị em vào sau mà chưa xem lại từ đầu ạ, mọi người có thể xem lại từ đầu và chụp ảnh màn hình. Sau đó sẽ inbox gửi ảnh cho em, em sẽ check hàng và em sẽ bán với giá không lợi nhuận cho mọi người ạ. Mít ơi, để đồ tớ ở cửa hàng chiều tớ qua em gái cỡ lấy nhé. Ok Đỗ Thùy Hương, hàng em để sẵn ở quán bên em gái em mọi người nhé. Mọi người có thể qua đấy lấy thoải mái nhé. Em xin kết thúc livestream này ở đây ạ. Hôm nay em bán hàng cái lô này là không lợi nhuận, đảm bảo là không lãi tới các chị em luôn. Coi như là một lời tri ân cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng em ở trong tất cả các livestream ạ. Xin cảm ơn các chị em rất nhiều. Em sẽ kết thúc livestream ở đây nha. Chị lấy xanh vậy. Ok chị Ngọc Trần. Chị Ngọc Trần inbox cho em nhá. Em kết thúc livestream ở đây đây ạ. Em xin chào tất cả mọi người.